Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hôm qua, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nói rằng tình trạng mưa bão lũ lụt ở Trung Quốc là vô cùng nghiêm trọng. Mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập gần đây liên tục xảy ra đối với nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao. Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây ra lũ quét và ngập lụt tại tỉnh Hà Nam, quan chức thành phố Trịnh Châu và nhiều thủ phủ ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Được biết, ít nhất đã có 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương do lũ lụt. Các đập bị vỡ hàng loạt và nước sông thì tràn lên bờ, khiến cho thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Trung Quốc đã phải nâng mức báo động lũ từ cấp 3 lên cấp 2 để đối phó với cuộc khủng hoảng. Kính thưa quý vị, mực nước dâng cao cũng khiến hệ thống giao thông của hàng chục thành phố khác như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vân Nam, Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Thượng Hải đều bị tắc nghẽn. Thành phố Trịnh Châu đã phải dừng hoàn toàn các hoạt động tàu điện ngầm từ hôm qua sau cơn mưa với lưu lượng 200mm chỉ trong vòng 1 giờ. Khoảng 1 triệu người dân ở tỉnh Phúc Kiến và Giang Tô đã phải di tản gấp trong đêm ngày hôm qua. Hàng nghìn binh lính, cảnh sát, dân quân Trung Quốc đã được điều động để giúp đỡ người dân đến những nơi an toàn để trú ẩn. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang gặp phải và dường như mẹ thiên nhiên đang ra tay vùi dập Trung Quốc để trả thù với những việc mà Trung Quốc đã gây ra cho các nước trên thế giới. Hôm qua, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết quân đội của nước này đã cảnh báo mưa lũ khiến cho con đập mang tên Giang Tô ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam xuất hiện nhiều vết nứt dài tới 200 mét. Con đập có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Quân đội và cơ quan cảnh báo khí tượng thủy văn nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với mùa hè với những cơn mưa và cơn bão vô cùng nguy hiểm. Hôm qua, một con đập thứ hai ở tỉnh Vân Nam của phía Trung Quốc tiếp tục bị vỡ và nhấn chìm toàn bộ vùng hạ lưu, khiến cho 80 triệu dân phải di tản suốt trong đêm ngày hôm qua. Nhà nước Trung Quốc ra tuyên bố rằng sẽ tiếp tục cho phá vỡ một số tuyến đê để cứu một vài con đập. Hiện con đập lớn nhất của phía Trung Quốc là đập Tam Hiệp vẫn chưa bị vỡ. Những quan chức cấp cao nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng nếu có tình trạng mưa to, gió lớn, bão tố xảy ra như thế này thì nhiều khả năng siêu đập Tam Hiệp cũng sẽ bị vỡ và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Bắc Kinh ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ thế giới sẽ không còn tên Trung Quốc nữa. Khi đó, Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và đây là một điều vô cùng đen tối cho chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng lại là thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, cơ quan thời tiết nhà nước Trung Quốc đã phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với các tỉnh như Hà Nam, Hồ Bắc, Vũ Hán, Sơn Đông, Sơn Tây. Vì những trận mưa lớn gây gián đoạn nhiều, hoạt động trên diện rộng, nhiều người đã phải sơ tán ra khỏi những vùng bị ngập nghiêm trọng. Lũ lụt thường xuyên xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc, cuốn trôi đường xá, hoa màu và nhà cửa. Theo trang mạng TikTok, một trong những trang mạng rất nổi tiếng của phía Trung Quốc đăng tải những hình ảnh và những đoạn video cho thấy rằng đường xá bây giờ đã biến thành sông thành ngòi. Tất cả các vật dụng cá nhân của người dân đều trôi lênh láng xuống sông, xuống biển, thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng một số quan chức nhà nước Trung Quốc vẫn chăn ấm, đệm êm. Họ vẫn tiến hành hoạt động xâm chiếm Biển Đông bằng việc điều tới 300 tàu thuyền các loại mang theo vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, vòi rồng và cả tên lửa ra ngoài Biển Đông để tiến hành tập trận với quy mô khủng nhất từ trước tới nay. Cục Hải quân, Hải quan của phía Trung Quốc cho rằng quân đội của Bắc Kinh sẽ tiến hành tập trận ở ngoài Biển Đông kéo dài một tháng, gây ra rất nhiều nỗi bức xúc cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc để hủy diệt Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, theo nguồn tin chính thống cho biết, thì mối đe dọa mưa lũ đang tồi tệ hơn sau nhiều thập kỷ. Một phần do việc xây dựng tràn lan các đập và các đê đã ngăn chặn dòng chảy giữa các sông, làm cho mực nước dâng cao, các tuyến đê không chịu được áp lực cho nên nó sẽ bị vỡ. Theo một nguồn tin thân tín từ tình báo của Trung Quốc cho biết, thì phía Trung Quốc đã cho xây dựng tới 14 con đập lớn nhỏ từ đầu năm tới nay, gây ra nhiều hiểm họa khôn lường cho ba con sông Dương Tử, Mê Công và sông Trường Giang. Đặc biệt là sông Trường Giang, Trung Quốc tiếp tục cho xây dựng một siêu đập lớn hơn cả siêu đập Tam Hiệp, nhưng chưa được nhà nước Trung Quốc công bố cho thế giới.
Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bài phát biểu về dự báo thời tiết, Bắc Kinh đã báo động mưa lũ lớn nhất bất thường 31 ngày liên tiếp và đây là ngày thứ 32 mà Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa to gió lớn như vậy. Cơ quan khí tượng của Trung Quốc phát đi cảnh báo về dông bão, lũ lụt liên tiếp trong 31 ngày qua, mưa lớn bất thường làm dấy lên mối lo ngại về thiên tai, lũ bùn và lở đất. Nếu như chúng ta quan sát những hình ảnh và những đoạn video được truyền tai nhau từ những người dân Trung Quốc quay lại, chúng ta đều thấy rằng lũ lụt vì mưa lớn bất thường trong nhiều tuần vừa qua ở miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 106 người thiệt mạng và mất tích. Khoảng 15 triệu người đã chịu ảnh hưởng từ đợt thiên tai năm nay. Một số vùng ghi nhận tình trạng mưa lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Hình ảnh ngôi làng tại tỉnh Quảng Tây bị chìm trong biển nước được Tân Hoa Xã đăng tải vào trung tuần tháng 6 vừa qua. Theo tờ People News cho hay thì cuộc chiến đến giữa đại dịch COVID-19 thời gian qua đã khiến việc chuẩn bị đối phó với mưa lũ không được đầu tư đầy đủ. Bộ nguồn nước nhà nước Trung Quốc cảnh báo của ba nguy cơ lớn mà các địa phương đang phải đối diện gồm lũ lụt trên diện rộng, tai nạn liên tiếp xảy ra tại hồ chứa nước và thảm họa lũ quét ở miền núi. Theo hãng tin ABC News cho hay, thì kỹ sư thủy lực tại tỉnh Thâm Quyến phần lớn cho rằng hồ chứa nước cỡ nhỏ của phía Trung Quốc đã được xây dựng từ những thập niên 60-70, bây giờ không thể đáp ứng được tiêu chuẩn cao. Chính vì vậy mà khi thời tiết cực đoan xảy ra, các hồ chứa nước này sẽ không còn đáp ứng được mực nước của nó và nó sẽ bị vỡ là điều hiển nhiên. Cục khí tượng nhà nước Trung Quốc cảnh báo khu vực Tây Nam của phía Trung Quốc có khả năng đón nhận đợt mưa lũ lớn nhất bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, kéo dài khoảng 4 tháng. Lượng nước đổ về khu vực Trung và hạ nguồn sông Trường Giang tiếp tục tăng cao trong những ngày vừa qua kể từ đầu tháng 3 và đã có 5 đợt mưa to gió lớn. Tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã đón nhận tới cơn bão số 12. Cục khí tượng Trung Quốc cảnh báo dông bão và mưa lũ liên tiếp trong 31 ngày qua đã làm ảnh hưởng nặng nề tới sinh hoạt của người dân, cũng như hàng triệu gia đình phải di tản. Tổn thất từ đợt mưa lũ này lên tới 25 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng gần 4 tỷ đô la Mỹ, một con số vô cùng nặng nề. Người dân đang phải nhận những đợt cứu trợ tại điểm lánh nạn tạm thời ở rất nhiều tỉnh như Tứ Xuyên. Do nhà nước Trung Quốc công bố, Ban Chỉ huy Phòng chống mưa bão ở phía Trung Quốc đã ra quy định kích hoạt ứng phó khẩn cấp số 4, tức là cảnh báo rất cao, Tân Hoa Xã đưa tin. Tất cả các vùng miền của phía Trung Quốc đang ngập chìm trong biển nước và nhiều khả năng sau đợt ngập lụt này, Trung Quốc sẽ đón nhận những thiên tai và dịch bệnh. Còn nhớ năm 2021, Trung Quốc đã đón nhận tới 41 cơn bão và trải qua hơn 3 tháng mưa to gió lớn, khiến cho tình trạng điện đường, trường, trạm bị phong tỏa và ở khắp mọi nơi. Và chắc chắn trong một vài ngày tới, các chuyên gia thủy văn, thủy lợi và khí tượng nhà nước Trung Quốc cũng như trên thế giới đã nhận định rằng Bắc Kinh sẽ còn tiếp tục đón nhận cơn bão số 13, 14, 15, 16, 17, 18. Và đây chính là một điều tồi tệ đang xảy ra đối với Bắc Kinh. Và nếu như Trung Quốc không cẩn thận sẽ bị xóa sổ trên bản đồ của thế giới. Đây cũng là thông tin vô cùng không vui cho chính phủ Bắc Kinh, nhưng lại là tin rất là tuyệt vời cho Triều Tiên. Cho các nước mà quân đội của phía Trung Quốc đang đi xâm chiếm, trong đó có Ấn Độ và liên quan tới tình hình mưa bão ở Trung Quốc. Mới đây thì Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc không tập trận ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước thông tin của tập trận kéo dài 10 ngày trên Biển Đông, Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình. Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông báo hàng hải của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam Trung Quốc liên quan đến hoạt động diễn tập quân sự của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn theo sát các diễn biến tại khu vực Biển Đông và thực thi chủ quyền, quyền tài phán trên biển phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Một phần khu vực thông báo hàng hải nêu trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông. Phía Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này. Thông báo được đăng trên Cục Hải sự Trung Quốc MSA cho hay cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3. Thông báo không nêu rõ quy mô của cuộc tập trận, chỉ nói rằng cấm tàu thuyền vào khu vực liên quan. Một phần của khu vực trên nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam và Việt Nam trước đây đã lên án về hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Chúng tôi dẫn liên tục cập nhật và gửi cho quý vị khi có thông tin mới nhất và chính xác nhất.
Thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.